Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị đến với bản tin nhanh, cập nhật tin tức nóng hổi nhất trong ngày về vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý. Và ngày hôm nay trên các mặt báo đã đăng tải rất nhiều thông tin liên quan về việc anh Quân cùng với ba trợ lý đã có đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây mời cô chú, anh chị và các bạn đến với bài viết tại báo Dân Chí chuyên mục pháp luật. Diễn biến mới vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Cho rằng bản án sơ thẩm quá nặng, ông Đặng Anh Quân và ba bị cáo từng là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mùng 3 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Anh Quân, 45 tuổi, tiến sĩ luật, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân, nhân viên của bà Hằng. Theo đó, bị cáo Quân, Hà, Nhi và Tân cho rằng phán quyết cấp sơ thẩm là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin Tòa án Nhân dân cấp cao xem xét giảm nhẹ hình phạt. Về bà Nguyễn Phương Hằng, hiện tòa chưa có thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không. Như vậy thì ngày hôm nay là chính thức là Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được cái đơn xin kháng cáo của thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng xin giảm nhẹ hình phạt. Còn việc cô Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo hay không thì vẫn là một ẩn số. Và kể từ phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 9 thì sẽ có 15 ngày để kháng cáo. Vậy là còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ biết được cô Nguyễn Phương Hằng có kháng cáo hay không. Chắc hẳn thì tất cả cô chú, anh chị và các bạn ở đây đều mong muốn là cô Nguyễn Phương Hằng kháng cáo. Còn quyết định như thế nào, tất cả chúng ta sẽ cùng tôn trọng cô Nguyễn Phương Hằng. Như vậy thì theo thông tin chính xác từ báo chí chính thống thì chúng ta đã biết rằng thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý đã có đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ đó là điều mà rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng, yêu quý thầy Đặng Anh Quân đều mong muốn điều này. Và chúng ta cùng hy vọng về những cái điều tốt đẹp sẽ đến với thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý. Và bây giờ thì Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được cái đơn kháng cáo của thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý rồi. Vậy thì phiên tòa phúc thẩm bao giờ sẽ diễn ra và có diễn ra hay không thì chúng ta cùng chờ đợi một cái khoảng thời gian, chắc cũng khoảng vài tháng đấy. Và nhìn lại thì cái hành trình này thực sự là một hành trình rất là dài. Và có lẽ đến bây giờ thì bản thân chúng ta chỉ mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với thầy Đặng Anh Quân cùng với cô Nguyễn Phương Hằng cùng với ba trợ lý mà thôi. Và tại lá đơn kháng cáo này thì cả thầy Đặng Anh Quân cùng với ba trợ lý đều mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Và như cô chú, anh chị và các bạn đã biết thì vào ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Tất cả đều nhận là 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thì với lá đơn kháng cáo này, thì từ thầy Đặng Anh Quân đến ba trợ lý đều mong muốn giảm nhẹ hình phạt. Và có lẽ cái mong muốn này là mong muốn của rất nhiều cô chú, anh chị và các bạn yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Với mình thì thầy Đặng Anh Quân là một nhân tài. Thầy rất là giỏi, thầy là một tiến sĩ, là một giảng viên đại học. Ta đã nhìn thấy thầy Đặng Anh Quân trong 11 buổi live stream của cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta có thể thấy thầy rất nhiệt huyết, rất tâm huyết chia sẻ kiến thức. Đó là một thầy giáo tốt. Vì vậy nên rất nhiều người mong muốn Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoan hồng để thầy Đặng Anh Quân có thể sớm trở về với gia đình, trở về với vòng tay yêu thương của tất cả cô chú, anh chị. Và như Phúc Tài Chính biết ý, thì thầy Đặng Anh Quân là một người rất là tốt, rất là nhiệt tình với những người xung quanh. Và đặc biệt thầy cũng rất hay làm từ thiện nữa. Một trong những cái ấn tượng mà Phúc Tài Chính ấn tượng với thầy Đặng Anh Quân ấy, đó chính là khi mà Phúc Tài Chính vào miền Nam thì khi đó có một buổi mà anh em cùng nhậu với nhau. Thì khi mà tất cả anh em ngồi cùng ở bàn nhậu như vậy thì có một ông bán vé số đi đến. Và khi đó thì thầy Đặng Anh Quân liền đứng dậy luôn và mua rất nhiều tờ vé số. Tất cả anh em ngồi đấy mỗi người phải 2 tờ.
và cộng lại phải hơn mười mấy người, phải mấy chục tờ vé số của chú anh chị ạ. Và lúc đó thì thầy Đặng Anh Quân cũng cho Phúc hai tờ vé số. Xong rồi Phúc bảo là bây giờ em về Bắc thì không biết là nếu có trúng thì không biết lấy nhận kiểu gì. Thì thầy rất là tốt như vậy, thầy không ngại làm từ thiện đâu. Và trong drama này thì rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đã biết cô Nguyễn Phương Hằng, chú Huỳnh Uy Dũng là những người mà đã dành rất nhiều tài sản vật chất để đi làm từ thiện, những hành động thiết thực cho bà con, dùng chính đồng tiền mồ hôi công sức của mình để đi làm từ thiện, để giúp đỡ những người dân nghèo. Và bên cạnh đấy thì có lẽ cô chú anh chị và các bạn chưa biết rằng thầy Đặng Anh Quân cũng là một người rất hay đi làm từ thiện. Và Phúc Tài Chính tin một điều rằng bản thân Phúc Tài Chính cũng mong là thầy Đặng Anh Quân được giảm án để sớm trở về với gia đình, để sớm tiếp tục công việc dạy học, để sớm tiếp tục đóng góp vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và chia sẻ với cô chú anh chị ấy, là thầy Đặng Anh Quân ấy, ngoài việc là thầy giáo giảng dạy ở trên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy Đặng Anh Quân làm ở rất nhiều doanh nghiệp. Tại sao Phúc Tài Chính biết điều này? Bởi vì là khi mà Phúc Tài Chính có chuyến vào Nam mà lúc đấy lại gần cuối năm nữa, thầy Đặng Anh Quân đi ăn liên hoan các công ty, EN Party với tổng kết công ty liên tục. Lúc đấy Phúc phải tự hỏi là không biết là thầy làm bao nhiêu công ty nữa. Chính vì vậy nên cái việc mà thầy Đặng Anh Quân chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tham gia vào drama này không phải là vụ lợi tiền bạc. Thầy cũng không cần phải làm kênh YouTube để mà kiếm tiền. Mặc dù nếu thầy làm thì thầy sẽ có rất nhiều tiền. Tại sao lại như vậy? Một người bước vào drama lên tiếng cho câu chuyện của xã hội không hề vụ lợi, bởi vì thầy là một người tài, một người giỏi, làm cho rất nhiều doanh nghiệp. Và với Phúc nghĩ thì công việc đi dạy học của thầy cũng là một đam mê thôi. Vì vậy nên với một người khẳng khái, nghĩa khí, tràn đầy lòng chính nghĩa, mong muốn lên tiếng những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống và dẹp bỏ đi những cái điều xấu trong cuộc sống. Vì vậy nên Phúc Tài Chính cũng rất ủng hộ thầy Đặng Anh Quân kháng cáo và hy vọng rằng sẽ có những điều tốt đẹp đến với thầy Đặng Anh Quân trong thời gian tới. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những cái thông tin mới nhất tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là một video Phúc Tài Chính chia sẻ về mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Thì cô chú anh chị và các bạn nếu có nhu cầu thì có thể đặt mua ủng hộ Phúc Tài Chính nha. Và nếu chưa có nhu cầu thì có thể giới thiệu hàng xóm, bạn bè, người thân mua ủng hộ Phúc nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những thông tin tiếp theo. Bye bye! Anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm, thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong, ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000 và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Rong biển xanh chị là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này, và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu nành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ khuấy với nước ấm hoặc là nước lạnh, hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống. Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 của chú anh chị nhé. Một cái deal rất là hời, cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590 sâm có củ. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong.
Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị. Loại hộp táo đỏ Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Loại táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và thưa cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại. Cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn. Chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe, hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này, và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000. Và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. 2 hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000. Tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân của chú anh chị nhé. Đây, 2 hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị. Phúc đang là hộp mật ong chanh vàng Hàn Quốc này. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa rất nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa này, hô hấp, phòng ngừa các bệnh về họng này. Và cái công dụng của nó là sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất là chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch hơn. Đặc biệt nó sẽ phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh, giúp giảm đau, giảm ho, hệ tiêu hóa tốt và nâng cao cái thể trạng của người già hay là người ốm hay là suy ngược cơ thể đấy. Thì hàng ngày chúng ta có thể lấy để chúng ta pha với nước hoặc là chúng ta ngậm như một cái dạng siro rất là tốt cho họng. Và đặc biệt vào mùa thu rồi, và mùa thu và sắp tới mùa đông rồi, thì cô chú anh chị hãy trang bị cho gia đình mình một cái lọ mật ong chanh Hàn Quốc này cô chú anh chị nhé. Đây là 1 cân mật ong chanh Hàn Quốc thì giá bình thường sẽ là 190.000. Bên Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một mật ong chanh Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 175.000 thôi. 175.000 cho một mật ong chanh Hàn Quốc, và đặc biệt là sẽ được tặng ngay một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Đây, đây là deal rất là hời.
Kẹo sâm thì cô chú ăn cái kẹo sâm này nó rất là tốt cho sức khỏe, và đặc biệt là các cụ rất thích ăn cái kẹo sâm này. Một mật ong chanh Hàn Quốc 175.000 thì sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Đây là một cái điều rất hời. Chú anh chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết, 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc, và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc, mạnh nha, hương thảo mộc, rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái chị nhé, 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà dùng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này. Thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy. Thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000. Và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ massage da đầu tầm khoảng độ 5 phút, và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch, thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây của chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé, sẽ được tặng một gói.
mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. On mọi người nhé, đây là sữa tắm On này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Sau một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa On của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa On Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Những dầu xoa bóp, ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 khi mua một chai sữa tắm nước hoa On thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm. Cô chú, anh chị và các bạn, cặp dầu gội xả Rio nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Đây là một sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, hoàn toàn sử dụng thành phần nguyên liệu từ thảo dược phương Đông, giúp làm sạch tóc này, phục hồi tóc hư tổn, giảm gãy rụng, giảm gầu, kích thích mọc tóc cho cái da đầu chúng ta khỏe mạnh hơn. Và cái thành phần trong này sẽ là gồm thành phần nhân sâm, trà xanh, giúp nuôi dưỡng và chăm sóc từng tế bào nang tóc. Ở đây thì Phúc Tài Chính có tất cả là 3 cặp dầu gội Rio và đều có công dụng đặc trị khác nhau. Ví dụ như cặp màu đỏ này, chuyên dụng cho tóc khô sơ, hư tổn, chiết xuất từ tinh dầu, hoa trà, lựu đỏ giúp cho tóc mềm mượt hơn. Tiếp theo là cặp màu nâu dành cho tóc mỏng yếu, dễ gãy rụng, làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe từ tận bên trong chân tóc và giúp tóc bóng khỏe, kích thích mọc tóc. Đấy là tác dụng của cặp màu nâu của chú anh chị nhé. Tiếp theo là cặp màu xanh lá này thì sẽ dành cho những ai bị tóc dầu này, nhiều gầu này. Nó sẽ giúp làm sạch sâu và xử lý tóc gầu, giảm gầu, bong tróc gầu da đầu. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một cặp dầu gội xả Rio nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 365.000. Và bên cạnh đấy cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một xà bông thảo dược với giá là 75.000 cô chú anh chị nhé. Xà bông thảo dược này sẽ có hai loại: mướp đắng tràm trà hoặc là mật ong và nghệ. Thì cô chú anh chị thích cái mùi hương nào thì có thể bảo Phúc.